cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tính đến ngày 31 tháng 8, hàng trăm trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung, có trường tuyển tới cả nghìn sinh viên. Kết thúc giai đoạn xét tuyển và nhập học chính thức đợt 1, ngày 30 tháng 8, Đại học Văn Lang công bố xét tuyển thêm 1.500 chỉ tiêu bổ sung cho tất cả ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Thí sinh được chọn một trong ba phương thức xét tuyển gồm xét điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các ngành đào tạo thuộc khối sức khỏe gồm răng hàm mặt, y khoa, điều dưỡng, dược học và kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9. Đại học Huế cũng vừa thông báo xét tuyển bổ sung đối với các trường khoa trực thuộc, trong đó Đại học Kinh tế tuyển bổ sung 90 chỉ tiêu theo phương thức xét điểm thi trung học phổ thông năm 2024. Thời gian đăng ký trực tuyến từ ngày 30 tháng 8 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, dự kiến công bố kết quả trước 17 giờ ngày 12 tháng 9. Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển bổ sung 559 chỉ tiêu, hai phương thức xét tuyển gồm xét học bạ, điểm sàn từ 15 đến 17,5 điểm và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm sàn từ 18 đến 21 điểm. Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 7 giờ ngày 30 tháng 8 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, dự kiến công bố kết quả trước 17 giờ ngày 12 tháng 9. Nhiều trường đào tạo ngành sư phạm thông báo vẫn tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông dù điểm chuẩn khá cao. Theo thông báo của trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, trường xét tuyển bổ sung cho hầu hết các ngành, đặc biệt các ngành sư phạm có điểm chuẩn khá cao vẫn xét tuyển bổ sung đợt này. Cụ thể, ngành sư phạm, lịch sử, địa lý có điểm sàn xét tuyển lên đến 28,58 điểm với 2 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển ngành giáo dục tiểu học 28,42 điểm, sư phạm toán 26,28 điểm, giáo dục mầm non 26,2 điểm, sư phạm khoa học tự nhiên 25,75 điểm. Tại trường Đại học Quảng Nam, điểm sàn các ngành sư phạm khá cao như sư phạm ngữ văn 25,74 điểm, sư phạm vật lý 23,5 điểm. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế thông tin xét tuyển bổ sung 4 ngành sư phạm, trong đó ngành sư phạm lịch sử địa lý có điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 27,37 điểm, trong khi điểm sàn học bạ chỉ 26,8 điểm. Trường Đại học Tây Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung 4 ngành đào tạo giáo viên, gồm giáo dục tiểu học, sư phạm, vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm tiếng Anh, chỉ tiêu mỗi ngành tuyển đợt bổ sung từ 1 đến 2 chỉ tiêu, trong đó riêng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều trên 25 điểm. Hàng loạt ngành sư phạm tại trường Đại học Tây Bắc có điểm chuẩn đợt 1, mỗi môn 9 điểm, thí sinh vẫn trượt nhưng vẫn thông báo xét tuyển bổ sung. Cụ thể, ngành sư phạm văn có điểm sàn xét tuyển 28,11 điểm, sư phạm lịch sử 28 điểm, sư phạm địa lý 27,96 điểm, giáo dục chính trị 27,78 điểm, giáo dục tiểu học 27,5 điểm. Hầu như toàn bộ ngành sư phạm của trường đều xét tuyển bổ sung. Các ngành sư phạm còn lại như toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, tin học có điểm sàn xét tuyển từ 23,16 đến 25,57 điểm. Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang xét tuyển bổ sung 4 ngành sư phạm với điểm sàn xét tuyển từ 24,68 đến 26,88 điểm. Những ngành học, sinh viên được miễn 100% học phí năm học 2024-2025. Theo quy định, một số ngành học được miễn học phí khi đào tạo tại các trường đại học. Chính sách miễn học phí này không chỉ giúp thu hút sinh viên mà còn nhằm khuyến khích và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Nghị định 97 được Chính phủ ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021. Chính phủ đã quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Theo Nghị định 97, năm học 2024-2025, mức trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 1,2 đến 2,45 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành.
ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, tự chủ, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Về chính sách miễn giảm học phí vẫn quy định theo Nghị định 81. Theo đó, Chính phủ quy định về chính sách miễn giảm học phí. Những chuyên ngành được miễn 100% học phí cho sinh viên bao gồm chuyên ngành Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, học sinh chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của nhà nước. Luật khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thay thế cho luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009, có quy định thêm hai ngành được nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học là truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sinh viên phải đạt kết quả học tập rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của nhà nước. Đối tượng hưởng chính sách này còn là người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với những ngành nghề khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Cụ thể, có tổng số 36 ngành, lĩnh vực nghệ thuật, có kỹ thuật điêu khắc gỗ, nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế, dân ca chèo tuồng cải lương, múa dân gian dân tộc, dân ca quan họ, diễn viên múa, biên đạo múa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đơn nhạc ca tài tử Nam Bộ, nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế. Các ngành khác gồm kỹ thuật sơn mài và khảm trai, công nghệ kỹ thuật đóng mới, thân tàu biển, công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su, chế biến mổ cao su, kiểm lâm, kiểm ngư, xử lý rác thải cấp thoát nước, xây dựng cầu đường. Miễn học phí đối với các ngành sư phạm. Theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ, các ngành sư phạm sau đây được miễn học phí: ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học và ngành sư phạm các môn học ở trung học cơ sở công lập, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục đặc biệt, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh. Nghị định số 116/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm thì sinh viên sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Theo đó, mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường mỗi năm học 10 tháng. Các sinh viên ngoài các ngành được miễn giảm theo quy định sẽ đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo theo học. Tuy nhiên, cũng theo nghị định này, sinh viên sư phạm đã được hưởng chính sách nhưng không thực hiện công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm hoặc đủ 2 năm tính kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn lại kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định. Các trường công an quân đội cùng nằm trong chính sách hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên theo học quy định của nhà nước. Tại đây, các sinh viên còn được phụ cấp tiền sinh hoạt phí, tiền ăn. Đây là các đơn vị do nhà nước quản lý, nên sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được phân công nhiệm vụ bổ nhiệm công tác. Tuy nhiên, các chính sách trên chỉ áp dụng với hệ quân sự của các trường đại học, học viện cao đẳng, trung cấp của công an quân đội. Cụ thể, mức học phí mà các sinh viên đối với hai hệ này tại trường công an quân đội 2024 như sau. Học phí, học hệ dân sự. Tùy vào mỗi trường mà mức phí quy định khác nhau, nhưng sinh viên đều phải tự túc về chi phí ăn ở và học phí trong quá trình học tập và tự chủ động xin việc sau khi tốt nghiệp. Học phí học hệ quân sự, đối với hệ quân sự sinh viên không phải đóng bất cứ khoản chi phí nào cả. Sau khi hoàn thành chương trình học hệ quân sự, học viên sẽ được nhà nước phân công nhiệm vụ bổ nhiệm công tác về các địa phương. Bên cạnh các ngành học được giảm 100% học phí, nhà nước còn đưa ra chính sách giảm tới 70% học phí cho các đối tượng theo học một số ngành khác. Cụ thể, học sinh sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập tư thục có đào tạo về văn hóa, nghệ thuật bao gồm nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đơn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Học sinh sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo tuồng cải lương, múa xiếc, một số nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.